Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với rãnh gió tây trên cao, nên trong 24 giờ qua, các khu vực trong tỉnh sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi. Và hiện nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và dự báo ngày 21 tháng 1 được tăng cường yếu trở lại. Đêm 20 và ngày 21, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên, áp giảm sau tăng và độ ẩm ít thay đổi. Tại khu vực công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá Đồng Văn, khu vực này trời nhiều mây không mưa, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm và rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 6 đến 8 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 12 đến 14 độ C, độ ẩm trung bình là 80%. Tại khu vực di tích quốc gia Dụ Bậc Thang Hoàng Su Phì và vùng núi đất phía Tây, khu vực này trời nhiều mây, sáng sớm cũng sẽ có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời sẽ hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét và nhiệt độ thấp nhất là từ 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình tại khu vực này là 80%. Khu vực cuối cùng là khu vực vùng núi thấp. Khu vực vùng núi thấp trời nhiều mây, sáng sớm sẽ có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng và gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở đây duy trì từ 13 đến 15 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình là 82%. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bảng nhiệt độ và độ ẩm chi tiết các vùng trong tỉnh. Bảng nhiệt độ và độ ẩm các khu vực trong tỉnh đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.